Hi, welcome back to my channel, Stars Hero. This place is too big. I need support. Drone, for example. Looks like it's necessary to use a drone with this thing. This place needs to be cleaned. Those crayons. Wow. Cleaned it up, didn't I? I did it. Now, what is my reward? I can't fly, and something must be here. What a strange design. Need drone to use elevator. There's something inside, and this glass is fragile. Oh my God, this isn't a living creature, is it? This place is so empty, there must be something useful. You've had a rough day. Leave this place while you still can. Erase it from your memory. Move on and forget any of this ever happened. And I promise you, tomorrow will be a better day. Thank you.
believe he found me. Thank you.
Let's go. Thank you.
Thank you.
Trong thời điểm này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả 6 bức hình. Và khi đủ 6 bức hình thì lúc đó các bạn sẽ mở cái hộp đó ra. Và trong chiếc hộp đó thì sẽ có chìa khóa để các bạn có thể thoát ra khỏi ngôi nhà này. Cho nên các bạn sẽ phải đi quanh trong ngôi nhà này để tìm tất cả 6 bức hình. Để khi đó thì các bạn sẽ thoát ra khỏi đây. Ok. Đó, và các bạn đã đi tìm thôi. Mình đã tìm được 2 bức hình rồi. Các bạn sẽ phải đi xung quanh. Ok. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Stratilachi. Let's go. Play.
đó không phải là màu tím mà đó là màu cam, à màu hồng. Anh nhìn như màu tím luôn. Oh my god. Bà ta có vẻ là khá là tinh danh. Và bà ta đã nhìn thấy mình ngay lúc đầu. Thì mình cứ nghĩ là đã tách được bà ta. Cuối cùng ai ngờ là không tách đâu. Ok. Và cái tiếp theo Slenderia Zeselachi. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm 8 quyển sách. Trong đó thì sẽ có những con quái vật, một con quái vật 4 chân, đi 4 chân, và một bà Granny. Và ta đã như tưởng là một xác sống, và một Slenderia, đó là một con ma. Nó sẽ xuất hiện liên tục. Nếu các bạn đến vào đúng điểm của nó thì nó sẽ xuất hiện rất nhiều. Và bên tay trái các bạn đây thì đó chính là một map bản đồ. Các bạn có thể bật lên và các bạn sẽ xem các bạn đang đi hướng nào và như thế nào. Và đó các bạn sẽ phán đoán và tìm những quyển sách làm sao để tránh bị trùng lặp những hướng đi đó. Thì các bạn sẽ phải đi tìm 8 quyển sách tất cả. Khi đủ 8 quyển sách thì các bạn sẽ đến vị trí đó chính là Ensis, The Chain Ensis. Đó là lần đầu tiên đi. Thì các bạn sẽ quay về đó và ấn vào. Và lúc đó thì các bạn sẽ thoát khỏi đây. Và thoát khỏi sự bám đuổi của Slenderia, Granny và một con quái vật đi bằng 4 chi. Ok. Rồi và mình xin phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.